Nhà đầu không nhà để về, lại tình cờ cứu được con của ân nhân. Điều này khiến ân nhân Phong Niên vô cùng xúc động. Tiểu Thảo, đại thúc thật sự phải cảm ơn cháu. Chúng ta mau đưa Tiểu Phong về nhà trước. Thế là Phong Niên dẫn Tiểu Thảo cùng vài chú khỉ nhỏ đến trước cổng nhà. Phong Niên bế Tiểu Phong vào trong nhà, còn Tiểu Thảo hiểu chuyện và vài chú khỉ nhỏ kiên nhẫn chờ đợi ở cửa. Môi trường ở đây tốt hơn hang động nơi tôi từng sống nhiều. Nếu tôi có thể xây một ngôi nhà nhỏ gần đây để ở thì thật là tốt. Trong nhà, Bạch Sương kiểm tra Phong Thư một lượt, phát hiện rằng Phong Thư bị trật chân, cánh tay cũng bị thương, các chỗ khác không sao cả. Bạch Sương lấy kim bạc kích thích Phong Thư. Phong Thư tỉnh lại ngay lập tức. Con bị sao vậy? Không sao, không sao, con đã về nhà rồi. Phong Niên đứng bên thấy dáng vẻ của con lại giận không chịu được. Tiểu Phong, ta nói con có thể hiểu chuyện một chút không? Rõ ràng là sức khỏe con không tốt, tại sao còn chạy lung tung? Vừa rồi nếu không có nhà đầu kia cứu con, không biết con đã bị cuốn đi đâu rồi. Con không phải thấy hôm nay trời nắng đẹp nên muốn đi dạo một chút, ai ngờ lại bị vấp phải một rễ cây, kết quả là lăn xuống núi. Con nằm yên trong nhà đi, ta đi sắp xếp cho nhà đầu kia, tiện thể xem chỗ nào để xây nhà, xong việc ta sẽ qua giúp. Phong Niên vừa ra khỏi cửa, Phong Thu liền không kìm được hỏi Bạch Sương. Bạch gì, cha con định xây nhà cho ai? Là nhà đầu đã cứu con về. Chỗ ở cũ của cô ấy bị thú rừng phá hoại, không thể ở được nữa. Nhà đầu ấy có phải là đứa bé bẩn thỉu, nhìn xấu xí không? Xấu xí gì chứ? Bẩn thỉu trong mắt con, nhưng trong mắt ta, nhà đầu ấy là tinh linh của núi rừng. Rất thú vị đấy, Bạch Sương vừa nói vừa vô tình tăng lực tay. Bạch gì? Nhẹ tay thôi, nhẹ tay thôi, bóp nhẹ thì mới nhanh khỏi được. Cố chịu một chút, phải để thằng bé nhớ lâu. Rõ ràng trước đây rất yên tĩnh, sao lại đột nhiên chạy ra ngoài? Nha đầu, có muốn ở gần nhà đại thúc không? Đại thúc sẽ xây cho cháu hai phòng gần để đại thúc và dì Bạch tiện chăm sóc cháu. Đại thúc, cháu vẫn muốn ở chỗ cũ hơn. Cháu thấy chỗ đó có nhiều ánh sáng hơn và gần suối hơn. Nói rồi, Tiểu Thảo chỉ tay về phía một mảnh đất trống xa xa. Hóa ra Tiểu Thảo không muốn ở quá gần Phong Niên, vì sao chổi Gia Gia đã từng dặn dò không được để người khác phát hiện cô có bí mật về không gian. Nơi ấy cũng được, chỗ ấy cũng không tệ. Thúc sẽ xây cho cháu hai gian nhà ở đó. Đại thúc cần những vật liệu gì để xây nhà? Cháu sẽ lên núi tìm kiếm. Nền và phần dưới ngôi nhà sẽ dùng đá, phần trên có thể dùng gỗ, mái nhà sẽ dùng gỗ và rơm. Vậy cháu sẽ đi chuyển đá ngay. Chốc nữa ta sẽ đi cùng cháu, nhưng cháu chỉ có thể mang những viên đá nhỏ. Dù cháu có mạnh thế nào cũng không nên quá sức, nếu mệt mỏi thì sẽ không cao lớn được. Biết rồi, đại thúc. Cháu sẽ biết sức mình mà làm. Đi nào, về nhà xem Bạch Sương, xem phòng đã dọn dẹp xong chưa. Đại thúc không làm phiền mọi người chứ? Cháu có thể ngủ ở ngôi nhà gỗ dưới núi, mỗi ngày lên núi cũng không mất công mấy. Phiền gì đâu, đừng nói lời ngốc nghếch. Hơn nữa ngươi cũng quen biết dì Bạch. Cháu cũng quen biết dì Bạch mà. Ngay lúc đó, Bạch Sương từ trong nhà bước ra. Nhà đầu còn nhớ ta không? Chúng ta từng gặp nhau ở căn nhà gỗ dưới núi. Ta chưa kịp cảm ơn quả mà cháu tặng. Ta nhớ rồi, dì Bạch. Thật là trùng hợp. Đi nào, vào nhà với dì Bạch. Phòng của ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng. Nói rồi, Bạch Sương kéo Tiểu Thảo vào phòng. Tiểu Phong à, ngươi chưa cảm ơn nhà đầu này. Tiểu Thảo sẽ ở lại nhà vài ngày. Ngươi không được bắt nạt con bé. Nhớ lấy, ai dám bắt nạt nhà đầu xấu xí này. Sức nó mạnh lắm đấy. Nghe dì Bạch nói, lần này tay ta chật khớp là do bị lực từ bên ngoài kéo mạnh. Không cần nói, chắc chắn là do nhà đầu này làm. Cảm ơn Tiểu Thảo. Không cần cảm ơn, ta đi ra ngoài trước. Đại thúc đã bắt đầu đào móng rồi. Nói xong, Tiểu Thảo liền chạy ra ngoài. Nha đầu, ngươi nhỏ quá, không thể đào được. Nhưng vừa nói xong, đã thấy Tiểu Thảo nhanh nhẹn hành động, không hề chậm hơn ta. Nha đầu, trước đây ngươi hay làm việc đồng áng à? Không, ta chưa từng làm. Nếu không có lẽ cuộc sống ta còn khổ hơn. Thà để tự sinh tự diệt còn hơn. Lời của Tiểu Thảo khiến Phong Niên rất thương cảm. Có Lan Thảo giúp đỡ mạnh mẽ, hai người đến chiều đã đào được khá nhiều. Tiếng ồn của họ cũng làm kinh động đến Phong Vũ trong nhà. Nhà có thêm nha đầu ồn ào quá. Thôi, nể tình cứu mạng, không gọi nha đầu xấu xí nữa. Chỉ là tinh thần của nha đầu này sao tốt thế, tốt đến mức ghen tị. Lúc đó Bạch Sương cũng đi tới, nói: nha đầu có thuốc ở đây rồi, đừng quá mệt mỏi, mệt quá sẽ khô gơ anh cao được nữa, để dì lau mồ hôi trên trán cho ngươi. Nói rồi liền đưa tay lau mồ hôi trên trán Tiểu Thảo. Nhưng hành động vô tình của Bạch Sương cũng làm cho Tiểu Thảo sống trong môi trường lạnh nhạt và bạo lực đột nhiên cảm thấy mắt cay cay. Thúc thúc, dì Bạch, để con đi lấy gỗ về nhé. Những khúc gỗ đó nặng lắm, ngươi không làm được đâu. Yên tâm đi, thúc. Lúc ta sống trong hang núi, chính ta kéo cả cây về một mình. Nói xong, Tiểu Thảo đi mất, vì thật sự không muốn để Phong Niên thấy nước mắt của mình. Nhà đầu vừa khóc kìa, chỉ vì ta lau mồ hôi cho liền khóc.
Còn sợ ta thấy. Nói rồi, Bạch Sương cũng rơi nước mắt thương cảm. Sau này cố gắng đối xử tốt với nhà đầu. Chắc chắn trước đây ở nhà, cô bé đã chịu nhiều khổ cực. Thôi, huynh làm việc tiếp đi. Ta về làm thêm đồ ăn ngon bồi bổ cho nhà đầu. Ở phía bên kia, sau khi Tiểu Thảo rời đi, tâm trạng cũng dần bình tĩnh lại. Cô buộc một cái cây sau lưng. Không ngờ trên đường về, lại gặp một con thỏ hoang. Tiểu Thảo dễ dàng dùng viên đá hạ gục con thỏ hoang. Vui quá đi. Tối nay chúng ta có thể ăn thịt thỏ rồi. Ta cũng có thể học cách nấu ăn từ dì Bạch nữa. Trước kia ở nhà, thái nãi không bao giờ để ta đến gần bếp. Bà sợ ta ăn vụng đồ trong nhà. Khi Tiểu Thảo trở về, Bạch Sương đã bận rộn trong bếp. Dì Bạch, con thỏ này con vừa bắt được. Hay là tối nay chúng ta ăn nói nhé. Nhà đầu hôm nay cũng làm nhiều món ngon lắm. Ngươi để con thỏ này lại. Mai ta sẽ nấu cho ngươi ăn. Lời của Hàn Sương khiến Tiểu Thảo hơi thất vọng. Thật sao, dì Bạch? Ta còn muốn về giúp dì nấu ăn cơ. Không ngờ dì đã làm xong rồi. Phải, ta đã bắt đầu nấu từ sớm. Bây giờ cũng gần xong rồi. Rất nhanh, Bạch Sương đã nấu xong một bàn đầy thức ăn. Nhà đầu ăn nhiều một chút. Thử xem cơm ta nấu có hợp khẩu vị không. Nào thúc múc cho người bát canh gà. Tiểu Thảo lòng ngổn ngang trong mối. Nước mắt và nước miếng đều không kìm được. Vì trước kia ở nhà họ Lam, bản thân còn chẳng có tư cách ngồi vào bàn ăn. Làm lão thái hoặc không được cho ăn, hoặc để lại nửa bát cháo ăn ngoài cửa. Dì Bạch, người nấu cơm ngon quá. Sau này ta học nấu ăn với dì nhé. Đơn giản thôi, sau này ta sẽ dạy con. Thật là một nhà đầu hiếu học. Phong Nhiên càng ngày càng cảm thấy bất an. Hắn đã cảm thấy cục cưng trong nhà đã bị thay thế bởi nhà đầu mới đến này. Và đến tối, Bạch Sương lại đun cho Tiểu Thảo một chậu nước nóng. Tiểu Thảo, lại đây. Dì tắm cho ngươi nhé. Lời của Bạch Sương khiến Tiểu Thảo hơi lúng túng. Vì trước đây cô không gần gũi với các nữ trưởng bối trong nhà. Mùa hè đều theo Tiểu Hoa ra sông tắm cùng họ. Mùa đông thì không tắm. Dì Bạch, ta có thể tự tắm. Ngại gì chứ, con gái ta cũng tầm tuổi ngươi. Trong mắt ta, ngươi cũng là con gái ta. Bạch Sương không muốn để Tiểu Thảo thoái lui. Khó lắm nhà mới có thêm một cô con gái. Cô phải chăm sóc cẩn thận. Vẫn là để dì làm. Ngươi chậm vậy, lát nữa nước sẽ nguội mất. Bạch Sương nói xong, lập tức đưa cô vào bồn tắm. Nhưng ngay khi nhìn thấy cơ thể Tiểu Thảo, cô hoàn toàn sốc. Cơ thể nhỏ bé như bộ xương, xương sườn hiện rõ từng chiếc. Điều đau lòng nhất là cơ thể nhỏ bé đầy những vết thương. Cha mẹ tàn ác thế nào mới nhẫn tâm đánh con như vậy? Lúc này Tiểu Thảo tuy quay lưng lại, nhưng cũng cảm nhận được không khí khác thường. Ngay sau đó cô cảm thấy có giọt nước rơi trên người mình. Nha đầu, lát nữa dì sẽ bôi thuốc cho con. Sau này có đại thúc và dì ở đây, không ai dám bắt nạt con nữa. Dạ, dì Bạch. Người cũng đừng buồn. Vết thương trên người con đã không còn đau nữa. Rất nhanh, Bạch Sương tắm sạch cho Tiểu Thảo và đặt vào chăn ấm. Hơn nữa còn bôi thuốc mỡ lên người cô. Dì Bạch, đây là thuốc mỡ gì? Ngửi thấy cũng thơm lắm. Có chút hương thơm và một ít mùi thuốc. Đây là thuốc mỡ gì tự làm? Dùng một thời gian, trên người sẽ không để lại sẹo. Dưới ánh đèn mờ, Bạch Sương cười rất dịu dàng, khiến Tiểu Thảo nhìn sững sờ. Bây giờ cô cũng là đứa trẻ được yêu thương. Đến nửa đêm, Tiểu Thảo chợt nhớ ra mấy hôm nay còn chưa nói chuyện với sao chổi Gia Gia. Thôi kệ đi. Đặt mùi gà lớn vào không gian rồi. Rồi Tiểu Thảo bắt đầu tự nói chuyện với tượng đá. Ông à, hang động cũ của con không ở được nữa. Con giờ ở nhà một đại thúc tốt bụng. Con có một dì Bạch rất dịu dàng. Dì ấy còn tắm cho con. Còn bế con nữa. Con sẽ dựng một căn nhà nhỏ bên nhà đại thúc. Là của riêng con. À đúng rồi, nhà đại thúc có một anh trai bọc kín mít. Nhưng trông anh ấy có vẻ không được thông minh lắm. Trời ơi, buồn cười quá. Đại thúc, cảm ơn người đã thu nhận một đứa trẻ vô gia cư như con. Nhưng hôm nay con vẫn sẽ tự mình đi chuyển đá để xây nhà. Người đừng vì con mà bỏ lỡ công việc của mình. Nhìn Tiểu Thảo cẩn thận như vậy, lòng Phong Nhiên cũng không khỏi xót xa. Tiểu nha đầu, đừng luôn nghĩ rằng ta xây nhà cho con là con mắc nợ ta. Thực sự là cả nhà ta mắc nợ con đấy. À, đại thúc, con rõ ràng chỉ là đứa trẻ nghèo khổ. Sao có thể người mắc nợ con được? Hôm đó nếu không có người, con đã bị lợn rừng tấn công. Chính người đã dùng đá giết chết con lợn rừng đó, đúng không? Đúng vậy. Nhưng con lợn rừng đó người cũng đã tặng cho con rồi mà. Mấy ngày trước con còn cứu Tiểu Phong. Nếu không có con, nó đã lăn từ trên núi xuống rồi. E rằng mạng nhỏ đã phó thác tại đó rồi. Vậy nên nhà ta còn thiếu con một mạng. Thế thì trước khi nhà của con hoàn thành, ở tạm tại nhà ta chẳng phải là lẽ đương nhiên sao? Tiểu Thảo nghe Phong Nhiên nói vậy, bỗng thấy quả thật là như thế. Được rồi, con hiểu rồi, đại thúc. Vậy mà nói, ta hiện giờ chính là ân nhân cứu mạng của tiểu tử kia. Đại thúc giúp ta dựng nhà cũng là để báo đáp ta. Vậy thì ta chẳng nợ ai điều chi nữa, nên cũng không cần phải thận trọng quá mức.
Nghe lời đại thúc, Tiểu Thảo trước mặt đại thúc cũng bắt đầu mở lòng. Hai người vui vẻ bàn luận về những chuyện thú vị gần đây. Cảnh tượng hòa hợp này cũng bị Bạch Sương và Phong Thu đứng ở cửa nhìn thấy. Tiểu Phong, người cũng thấy cảnh này thật ấm áp đúng không? Đó là phụ thân con. Nếu trong bức họa này có con và dì Bạch thì thật hoàn mỹ. Lúc này Bạch Sương mới chợt nhớ đến Tiểu Phong. Chân con còn đau đấy. Sao lại xuống giường rồi? Còn đứng trên đất nữa. Dì Bạch, chân con chưa chạm đất. Con cẩn thận mà. Một lát ăn cơm con cũng muốn ra ngoài ăn. Nếu không phụ thân thật sẽ bị cướp mất. Lời của Phong Thu khiến Bạch Sương giở khóc giở cười. Cô biết Phong Thu đang ghen với Tiểu Thảo. Chẳng mấy chốc đến giờ ăn cơm, Phong Thu đưa một quả trứng cho Tiểu Thảo. Tiểu Thảo lập tức nói cảm ơn ca ca. Mà một tiếng ca ca của Tiểu Thảo khiến Phong Thu ngẩn ngơ. Chưa từng có ai gọi ta là ca ca cả. Chẳng lẽ đây chính là cảm giác làm ca ca sao? Dường như cảm giác cũng không tệ. Sau bữa cơm, cả nhà bắt đầu bàn luận việc cần làm hôm nay. Hôm nay ta ở nhà xử lý con heo rừng, làm thành lạp xưởng và thịt muối. Mùa đông năm nay chẳng lo nữa. Trưa nay ta nấu lòng heo cho các người ăn. Ta lát nữa kéo thêm vài chuyến đá. Chưa bắt đầu làm gạch bùn. Nửa trên ngôi nhà này vẫn cần dùng ít gạch bùn. Con cùng đại thúc làm việc trở về, học nấu ăn cùng dì Bạch. Ba người bàn luận sôi nổi, làm Phong Thu có chút trầm mặc. Ca ca, hôm nay huynh làm gì? Ta ở nhà đọc sách luyện chữ. Tiểu Thảo nghe Phong Thu nói muốn đọc sách viết chữ, mắt liền sáng ngời lên. Ca ca, huynh còn biết chữ sao? Phải, thân thể ta không tốt, không thể như muội ra ngoài chạy nhảy, chỉ có thể ở nhà đọc sách luyện chữ. Biết được Phong Thu chính là người mình tìm, Tiểu Thảo lập tức trở thành kẻ bám đuôi ca ca. Người biết chữ đều thật lợi hại. Huynh có thể dạy muội luyện chữ chăng? Thấy ánh mắt mong mỏi của Tiểu Thảo, Phong Thu cũng bắt đầu ra dáng như phu tử đối với học trò. Dạy muội biết chữ cũng không phải không thể, chỉ là muội học chữ để làm gì? Tiểu Thảo liền nhớ lời của Sao Chổi Gia Gia từng nói, học chữ đọc sách để học bản lĩnh. Vậy sau này khi ta đọc sách, muội cũng đến học chữ nhé. Không được, muội còn phải làm việc, còn phải xây nhà, chỉ có thể tranh thủ thời gian học chữ. Tiểu Thảo luôn hiểu rõ hoàn cảnh của mình, hiện tại ngay cả nhà cũng không có, làm sao có thể cả ngày học chữ được. Vậy cũng được, nhưng sau này muội phải gọi ta là tiên sinh. Phải gọi là tiên sinh sao? Nhưng huynh rõ ràng là ca ca mà. Nếu muội dẫn Tiểu Hầu Tử đến nhà ta chơi thì không cần gọi ta là tiên sinh. Cứ thế mà quyết định, muội làm xong việc rồi học chữ cùng huynh. Nhưng nếu huynh còn muốn ta gọi huynh là tiên sinh thì huynh phải gọi ta là văn nhân trước. Nhìn Tiểu Thảo và Phong Thu đấu khẩu, Phong Nhiên và Bạch Sương bên cạnh cũng vui vẻ. Ngày hôm sau, Phong Thu bắt đầu dạy Tiểu Thảo viết chữ. Hôm nay ta sẽ dạy muội nhận biết tên của mình. Lan Thảo, đây chính là tên của muội sao? Thật đẹp. Sau đó, Phong Thu liền bảo Tiểu Thảo viết tên mình lên giấy. Tuy nhiên, khi Tiểu Thảo run rẩy viết xong tên mình, Phong Thu không nhịn được cười lớn, nhưng chợt nhận ra rằng làm vậy không đúng, nên lại ho nhẹ một tiếng. Chữ này tay chân đều bị lem hết, chỉ là viết nhầm vị trí thôi. Nào, ca ca dạy lại một lần nữa. Nói xong, Phong Thu viết lại tên Tiểu Thảo. Tiểu Thảo bắt chước nhiều lần, cuối cùng cũng tiến bộ chút ít. Từ ngày mai, muội phải luyện tập mỗi ngày đó. Phong Thu nghiêm túc giao bài tập cho Lan Thảo, rồi sau đó tặng hắn tờ giấy có viết tên. Điều này làm Lan Thảo rất vui. Cảm ơn ca ca. Ca ca thật tốt. Sau đó Tiểu Thảo lại tìm đến Bạch Sương. Dì Bạch, dì xem, đây là tên của con. Lan Thảo, ca ca đã tặng con tờ giấy này. Ca ca tặng con à? Vậy thì đó là tên của ngươi rồi, sau này phải luyện tập nhiều nhé. Vâng, dì Bạch, ta sẽ luyện tập thường xuyên. Dì Bạch, con đi rửa mặt rồi phải nhanh chóng đi ngủ. Sau khi rửa mặt xong, Tiểu Thảo lại tới trước tượng Thái Bạch tự nói chuyện. Gia Gia, hôm nay con đã học chữ cùng ca ca. Đợi con học xong chữ rồi sẽ đọc được sách người để lại. Gia Gia, vì sao nhìn chữ thì dễ mà viết lại khó thế? Những chữ ấy tay chân đều không nghe lời con. Đại thúc nói sau này sẽ làm cho ta một cái kháng. Mùa đông nằm trên đó sẽ ấm áp. Con còn chưa từng ngủ trên đó, không biết có thật không? Nghĩ lại đại thúc sẽ không lừa con đâu. Ở bên này, Phong Thu cũng rất vui. Hôm nay, tuy học trò này không quá thông minh, nhưng chí ít vẫn rất chăm chỉ, không phụ công khó nhọc của mình. Sau này còn có thể tiếp tục dạy. Đợi khi hắn có thể tự đọc sách, sẽ cho mượn sách của mình. Sáng sớm hôm sau, Tiểu Thảo vừa mới dậy, Bạch Sương đã đến, nói, nha đầu, hôm nay đại thúc không ở nhà, con cũng phải ở nhà cùng ca ca. Thời gian hôm nay con tự sắp xếp. Vâng, dì Bạch, buổi sáng ta sẽ vào rừng lấy ít củi về, buổi chiều xuống núi đón đại thúc. Chỉ ở trong rừng gần đây thôi, đừng đi xa quá, cũng đừng mang vật nặng. Con còn nhỏ, yên tâm đi dì Bạch, con đã quen thuộc khu rừng này rồi, sẽ không đi lung tung đâu. Ăn xong, Tiểu Thảo liền ra ngoài.
Hôm nay hắn định vào rừng tìm hai cây khô để mùa đông không lo thiếu củi đốt. Nhưng vừa vào rừng chưa lâu, đã thấy phía trước có một con vật không rõ tên đang nằm trên đất run rẩy không ngừng. Bên cạnh còn có một con nhỏ giống hệt. Tiểu Thảo vội lén lút trốn bên cạnh nhìn trộm, thầm nghĩ: thật đáng yêu, đó hình như là một con dê rừng. Ta từng thấy trong nhà Tiểu Hoa có nuôi, nhưng trông có vẻ hơi khác một chút. Lúc này, con dê con đang kêu be gọi mẹ, tiếng kêu be, nhưng mẹ dê vẫn nằm yên bất động. Tiểu Thảo lập tức động lòng thương xót, vì thế hắn đặt dê con vào trong giỏ, ôm mẹ dê vào lòng, rồi vội vã quay về. Dì Bạch, ca ca con đã về. Mọi người ra đây nhanh. Chẳng mấy chốc, Bạch Xương từ trong nhà bước ra. Nhà đầu về rồi, sao vui thế này? Phải chăng nhặt được bảo bối? Dì Bạch, sao người biết con nhặt được bảo bối? Vừa nói hắn vừa đặt hai con dê xuống đất. Dì Bạch, đây là thứ con nhặt được trong rừng. À, thật sự là nhặt được bảo bối rồi. Đây là dê con mới sinh phải không? Vận may của nhà đầu thật tốt. Đáng yêu quá, con muốn nuôi nó. Nhưng con dê này sao thế? Dì Bạch, đây là mẹ dê. Tựa hồ đã chết rồi. Phải chăng? Để ta coi. Bạch Xương kiểm tra xong cũng tiếc nuối lắc đầu. Con dương cái này nay suy yếu lắm rồi, e rằng đã bị thương trước khi sinh sản, khó lòng sống sót. Song Tiểu Thảo lại cho rằng chỉ cần có một tia hy vọng cũng không nên bỏ cuộc. Dưới sự sắp xếp của Bạch Xương, Lan Thảo đem dương cái và dương con đặt vào đống rơm trong phòng chứa đồ. Suốt buổi sáng hôm ấy, Tiểu Thảo hết sức kiên nhẫn chăm sóc mẹ dê, cho nó uống nước, bón thuốc. Vì trong nhà đột nhiên có thêm hai thành viên, Phong Thu cũng chẳng còn tâm trí đọc sách, chàng cứ thỉnh thoảng vào phòng chứa củi mà xem xét. Vẫn là Bạch Xương nhắc nhở Tiểu Phong: đệ đệ của ngươi hôm nay đã mang bài vở của ngươi đến cho phụ tử rồi. Buổi chiều đệ ấy còn phải mang bài mới về cho ngươi. Ngươi chắc chắn muốn cứ chạy qua chạy lại thế này sao? Phong Thu lập tức nhớ lại cảnh mình bị phạt đòn ở tư thục trước kia, không khỏi run rẩy. Dì Bạch, ta đi đọc sách ngay đây. Sáng hôm sau, Bạch Xương đến phòng Tiểu Thảo, lại phát hiện Tiểu Thảo không thấy đâu. Y vội vã tìm đến phòng mật, không xong rồi, Tiểu Thảo không thấy đâu. Chăn màn của con bé cũng biến mất. Trong phòng cũng không có ai. Huynh sáng nay không thấy nó sao? Không có mà. Chẳng lẽ lúc ta làm việc đã không chú ý? Nàng tìm kỹ trong nhà lại đi, ta sẽ ra ngoài tìm. Lúc ấy, Phong Thu cũng bị tiếng của phụ thân và Bạch Xương làm kinh động. Chỉ nghe loáng thoáng hai người đều rất lo lắng, nhưng cũng không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Dì Bạch, có chuyện gì vậy? Tiểu Thảo không thấy đâu, chăn màn của nó cũng không có ở nhà. Phụ thân ngươi sáng nay làm việc ngoài cũng không thấy người, không biết có phải chạy ra ngoài không? Bạch Xương nói xong, không ngờ lại bật khóc. Dì Bạch, phụ thân, hai người chớ nóng vội. Dù có ra ngoài, cũng không thể mang theo chăn màn được. Tối qua chẳng phải còn vui vẻ vì hôm nay sẽ dựng nhà sao? Người chớ tự hù dọa mình. Đúng rồi, phòng chứa đồ đã tìm chưa? Lời của Phong Thu lập tức làm hai người tỉnh ngộ. Họ vội vã chạy đến phòng chứa đồ. Vừa mở cửa, liền thấy chăn màn của Lan Thảo được trải trên đống rơm. Một đầu chăn lộ ra ba cái đầu nhỏ. Lúc này, Tiểu Thảo vẫn đang say rất nồng,